Hôm nay tôi đi ăn cái quán nhậu theo một chị trên Top Top mà chị ấy nói ở đây có thịt nướng ngon nhất Việt Nam. Ôi dồi, nhưng mà cái quán đấy nó xa, nó tận tít ở Vương quốc Đông Anh. Đêm hôm qua xe mà trưa nay phải xách xe đi luôn 14 km bởi vì có cái món bún cháy độc lạ này nữa. Khu này thì không có địa chỉ đâu, nhưng các bạn search map quán nướng Dặng Tre Tùng Minh là ra luôn. Ở đây thịt tươi thì không phải giấu kỹ, cứ làm trực tiếp tại sân, sau đó nướng cho thơm lên, khách đi qua ai cũng xả vào. Mình đi hai người gọi ba món như thế này ăn no đã luôn. Đây là cái bát mắm Hành Quốc Hồn Quốc tùy cây hăng hăng cuốn dã man. Đầu video thì nói là ăn nhậu nhưng mà con ngoan trò giỏi chỉ uống nước có ga thôi. Tôi đi hai người nên gọi một đĩa mix thịt giải và thịt ba chỉ. Bình thường ở nhà mẹ ít khi mua thịt giải lắm, mà có ăn thì chỉ ăn luộc thôi, nên là nó dai mà không hiểu sao lúc nướng nó mềm ngọt luôn. Thịt ở đây tẩm ướp rất là ít, kiểu truyền thống thêm gia vị thôi chứ không có đẫm sốt đâu. Khi ăn sẽ cảm nhận rõ độ ngọt tươi từ thịt nhưng mà sẽ không đậm đà mà phải chấm thêm cái mắm hành này này. Với cả đây mới đúng là đậu tẩm hành chứ nhở, đậu có sốt ý. Bạn nào mà thích ăn đậu mềm ngấm sốt cái phần óc nó béo thì quán này làm chuẩn bài luôn. Ở đây có cái món signature bàn nào cũng gọi là bún cháy mắm hành. Kiểu nó giòn giòn, bùi bùi, béo béo, đậm đà từ mắm hành không dừng lại miệng được đâu. Đam mê đi phượt xa xa nội thành để ăn ngon thì cứ tới quán này nhá.